Cờ Đô Nai Vlog cùng với chương trình podcast về những chủ đề như ẩm thực, nấu ăn, du lịch, sự kiện, văn hóa, lối sống và công nghệ thông tin. Thân chào đến những người đang xem và lắng nghe. Chúng tôi tự hào giới thiệu Vlog của Cờ Đô Nai nơi bạn có thể tận hưởng những trải nghiệm kỳ diệu. Tại đây, chúng ta sẽ khám phá cuộc sống thú vị qua ống kính. Hãy cùng anh Thư khám phá một thế giới mới đầy hứng khởi, qua vlog của chúng tôi. Với M cơ đô vlog, bạn sẽ được trải nghiệm những câu chuyện tuyệt vời. Và hôm nay, bài trích giải này từ SPK về, tuổi 60, bạn nên suy nghĩ về điều này. Trong bài trích giải này từ SPK này gồm có 3 phần chính, và kết thúc với lời hướng dẫn những khóa học, nếu bạn cần. 3 phần chính gồm có Phần 1 Kết hợp công việc và lương hưu nếu bạn sinh năm 1963 trở về sau, bạn có thể nhận lương hưu lao động cùng lúc với việc làm. Bạn không cần phải giảm bớt chức vụ hoặc ngừng làm việc để nhận lương hưu. Phần 2. Càng làm việc lâu thì lương hưu càng cao. Bạn tiếp tục kiếm được lương hưu miễn là bạn làm việc và theo thu nhập của bạn. Tất cả số năm làm việc đều được tính. Phần 3. Lương hưu của bạn bao gồm nhiều phần. Bạn nhận được tiền trợ cấp tuổi già từ quỹ bảo hiểm quốc gia, được viết tắt là NAV. Khi bạn nhận được lương hưu nghề nghiệp từ SPK, có nghĩa là bạn cũng nhận được AFP trọn đời nếu bạn đáp ứng được yêu cầu. Bây giờ mình tham khảo chi tiết vào từng phần. Phần 1, kết hợp công việc và lương hưu. Việc nghỉ hưu không giống như cha mẹ hoặc đồng nghiệp lớn tuổi của bạn. Đối với những người sinh từ năm 1963 trở về sau, có những quy định hoàn toàn mới về lương hưu tuổi già. Các bạn ở độ tuổi này nằm trong số những người đầu tiên nhận được lương hưu linh hoạt hơn, có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn. Với sự linh hoạt, bạn có trách nhiệm tìm hiểu thêm về lương hưu để bạn có thể đưa ra những lựa chọn lương hưu tốt và hiểu những lựa chọn đó đòi hỏi gì. Cùng một sự lựa chọn có thể cho kết quả khác nhau ở mỗi người, bởi vì không có nghề nghiệp nào giống hệt nhau. Bạn không cần phải ngừng làm việc để nhận lương hưu. Không còn cần thiết phải ngừng làm việc, tức là điều mà chúng ta gọi là nghỉ hưu. Các quy định lương hưu mới có nghĩa là bạn chọn thời điểm bạn muốn nhận lương hưu sau khi đủ 62 tuổi và bạn có thể làm việc toàn thời gian cùng với việc bạn trả lương hưu. Cùng lúc, bạn tiếp tục nhận lương hưu hàng năm bạn làm việc cho đến khi bạn 75 tuổi. Bạn chọn thời điểm bạn muốn nghỉ việc để trở thành người hướng lương hưu toàn thời gian hoặc làm việc giảm giờ theo thỏa thuận với chủ lao động của bạn chính bạn là người nộp đơn xin lương hưu chứ không phải người sử dụng lao động bạn có thể sử dụng trang của spk và tính lương hưu của bạn đăng nhập vào trang của spk và kiểm tra thu nhập nào mà được spk đăng ký hay spk di trú cho bạn trong trang của spk trên cùng một trang của spk bạn cũng sẽ tìm thấy máy tính lương hưu. Nếu bạn có hoặc đã nhận trợ cấp tàn tật từ SPK trong 6 tháng qua, rất tiếc là bạn không thể sử dụng máy tính lương hưu. Phần 2 Càng làm việc lâu, thì lương hưu càng cao. Mỗi năm bạn làm việc, đều đóng góp vào thu nhập lương hưu của bạn. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền lương hưu, tùy thuộc vào mức lương của bạn. Đối với đại đa số người dân, mức lương hưu sẽ thấp, nếu muốn ngừng làm việc hoàn toàn từ năm 62 tuổi. Cứ mỗi năm bạn làm việc sau 62 tuổi mà không nhận được lương hưu, bạn sẽ nhận được nhiều hơn đáng kể lương hưu trong tương lai. Khi bạn tiếp tục làm việc thì thu nhập của bạn kiếm được sẽ tăng lên. Và lương hưu của bạn cũng sẽ tăng lên ngay cả sau khi bạn bắt đầu nhận lương hưu của bạn. Ngoài ra, lương hưu được quy định hàng năm gắn liền với việc giải quyết an sinh xã hội. Phần 3 Lương hưu của bạn bao gồm nhiều phần. Dưới đây là tổng quan về lương hưu của bạn, bao gồm những gì áp dụng cho lương hưu dịch vụ công và thu nhập cá nhân được cộng thêm. Lương hưu SPK kiếm được từ khi bạn bắt đầu đi làm và có đóng thuế cho chính phủ Na Uy và bao gồm cả năm 2020. Bạn có thể rút sớm nhất từ 62 tuổi và có thể rút theo mức 20, 40, 50, 60, 80 hoặc 100%. Bạn có thể thay đổi mức lương hưu mỗi năm một lần, nhưng bạn có thể dừng hoặc tăng nó lên 100% bất cứ lúc nào. Lương hưu SPK kiếm được trước năm 2020. Bạn có thể rút sớm nhất từ 62 tuổi và chỉ cùng lúc với tiền trợ cấp tuổi già từ bảo hiểm quốc gia. Chỉ có thể rút 100% và sau đó không thể dừng lại. AFP Trọn đời. Bạn có thể rút sớm nhất từ năm 62 tuổi chỉ có thể giúp 100% và sau đó không thể dừng lại. Nếu bạn không được hưởng AFP, bạn sẽ nhận được một thứ gọi là lương hưu nghề nghiệp có điều kiện. Đây cũng là một khoản trợ cấp trọn đời, miễn là bạn có thu nhập trong chế độ lương hưu nghề nghiệp công sau năm 2019. Lương hưu từ chương trình bảo hiểm quốc gia Bạn có thể được rút từ tuổi 62, nhưng bạn cũng có thể đợi hoặc rút một phần của nó. Đọc thêm về bảo hiểm quốc gia tại www.na.no Thông tin thêm về AFP trọn đời Các quy định về lương hưu theo hợp đồng, AFP, đã thay đổi đối với những người sinh năm 1963 trở về sau. Trước đây, AFP là nguồn trợ cấp sớm cho những người gặp khó khăn trong xã hội. AFP mới là một phúc lợi trọn đời, đi kèm với lương hưu. Bạn có thể rút tiền từ tuổi 62 yêu cầu là bạn đã làm việc trong một công ty có chương trình afp nếu bạn thay đổi công việc từ khu vực tư nhân sang khu vực công bạn sẽ có thể giữ thu nhập afp của mình ở công việc mới nhưng không thể nếu bạn chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân lưu ý rằng những người không đáp ứng các yêu cầu của afp sẽ mất toàn bộ quyền lợi mà thay vào đó có thể nhận lương hưu dịch vụ có điều kiện bạn muốn tìm hiểu thêm về lương hưu SPK cung cấp các khóa học cao cấp trên khắp đất nước Na Uy cho bất kỳ ai sắp đến tuổi nghỉ hưu và muốn lên kế hoạch nghỉ hưu. SPK cũng có một blog về lương hưu, nơi SPK viết về các chủ đề lương hưu khác nhau. Bạn có thể đăng ký vào blog lương hưu bằng cách đăng ký nhận bản tin của SPK. Các khóa học và hội thảo dành cho bạn là thành viên SPK. SPK cung cấp các khóa học khác nhau cho các thành viên trên khắp đất nước na uy yêu đái của spk bao gồm các khóa học cao cấp với những lời khuyên hữu ích dành cho những người sắp đến tuổi nghỉ hưu các buổi hội thảo ngắn giúp bạn có thêm kiến thức về lương hưu và các khóa học giới thiệu dành cho những người mới bắt đầu làm việc tại tiểu bang spk cung cấp ba loại khóa học cho các thành viên khóa học cao cấp Khóa học cao cấp là khóa học kéo dài 3 ngày cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và quan trọng cho cuộc sống của người hưu trí. Hội thảo hưu trí Bạn sắp đến tuổi nghỉ hưu. Bạn có biết đủ về lương hưu? Bạn có biết bạn có thể mong đợi điều gì ở khoản lương hưu từ NAV và từ quỹ hưu trí nhà nước không? Hội thảo về lương hưu là khóa học kéo dài một ngày về quyền hướng lương hưu dành cho những người sinh năm 1965. Hoặc sớm hơn. Giới trẻ trong tiểu bang Chế độ hưu trí có ý nghĩa gì đối với bạn khi còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu? Khóa học dành cho giới trẻ trong tiểu bang đề cập đến tất cả các yếu tố của tư cách thành viên và SPK cho bạn biết bạn được hưởng lợi như thế nào từ các lợi ích thành viên của chính mình với tư cách là một nhân viên trẻ. Bạn cũng có thể liên hệ với SPK qua trò chuyện bạn có thể tìm thấy ở cuối trang SPK. Bạn có thể đến văn phòng SPK và gặp nhân viên hành tránh vào các ngày trong tuần, từ 9 giờ đến 15 giờ. Hoặc bạn có thể gửi email cho SPK qua biểu mẫu liên hệ. Thông tin trên trang SPK này không áp dụng cho những người có giới hạn độ tuổi đặc biệt hoặc những người đã nhận trợ cấp từ SPK. Cơ Donai Vlog luôn muốn chia sẻ những thông tin hữu ích đến người nghe và những đề tài kế tiếp về AFP qua trực tuyến vlog và blog trên kênh cơ đồ này. Các bạn hãy đón nhận những đề tài kế tiếp. Thân chào từ Anh Thư, đã từng làm nghề thông dịch viên. Mình hẹn vào những đề tài sắp tới. Hẹn tái ngộ.